Hello? Hello? À, đúng ăn hả? Ủa, đặt thêm á hả chị? Nãy giờ em làm to rồi mà sợ không đúng gọi hả? Chắc ăn chứ. Ờ, vậy hả? Rồi, rồi sao? Chị nhắn chị nói sao? Em thấy chị nhắn chị nói gì? Bác sĩ nói sao? Chụp hình lại cái cột sống cổ của chị bị mấy năm rồi. À. Là thối quá mà bây giờ hết thối quá. Úi là trời. Úi là trời. Mà chị uống hết trơn 14 hộp đó hả? Chị uống còn có 2 hộp à. Úi là trời. Mình nói chị uống hả? Ừ. Uống bao lâu rồi? Hả? 24 tháng 4 em gửi qua. Chị uống liền, chị nhận xong chị uống liền. Một ngày nha là chị uống chạy ra là sáng 3, chiều 3, tối 3. Một lần ba muỗng. Đúng, chị quất cho một hơi vậy wow. đó. Và chị thấy là coi như là nó ok liền. Mà bây giờ chị không có đau không gì hết. Chị ôi chụp hình. Ôi trời ơi, đã chị vậy. Chụp hình cái ông bác sĩ ông nói nè. Ủa, làm gì bị hết rồi? Sao cái cổ hết rồi? Làm gì vậy? Cái em nói chứ. Chị uống cái này nè, em uống cái này nè bác. Bác kèm giùm em. Cái chị đưa cái hũ theo, chị tâm hũ theo. Mà ông bác sĩ này là ông bác sĩ Mỹ nha. Tại vì ông mổ cho chị. Ông mổ cho chị. Ông mới nói tại sao mày mua được. Tại ông nói tiếng Anh thì có người dịch ra cho chị. Cái chị mới nói là mua bên Mỹ hả? Chị nói mua bên Mỹ. Bà mua. Ừ, thì chị đưa cái hũ này, ông nói này là tại Mỹ luôn. Cái giỏ đồ cũng của Mỹ luôn. Ủa sao mày mua được? Cái chị mới nói. Chị mới nói chị mua được vậy đó. Ok quá. Cái ông mới nói ừ cái này tốt lắm mày cứ uống đi. Cái chị mới nói chứ mà một lần mua là vợ em đó em gửi qua mới chính xác chứ còn mua trên mạng tôi sợ. Ông nói đúng rồi. Mày mua cái gì mà trúng gốc á tại hãng á thì mày ok. Dạ đúng rồi. Mà ông bác sĩ mổ cho chị là ông ở bên cách sát nha, Dallas cách sát. Bác sĩ giống như mấy cái bệnh viện quốc tế là bác sĩ phải qua bển làm việc đó phải không chị? Qua mổ rồi này kia hả? Bây giờ chị nói nè, cái bệnh viện này là Đại học Y Dược. Thì là có cái bác sĩ này á, là Việt Nam mình viết chuyên tiếng Anh. Những cái bệnh mà nan y ở Việt Nam không có bệnh viện nào làm được hết. Chị đi từ Bắc Kinh ra không có làm được. Không làm được. Cái là bắt đầu hả, chị mới gặp ổng khám thì chị xong ổng nói ok bây giờ mày chịu ký với lại phái đoàn nước ngoài qua không? Chị ký liền. Ký xong là chị mổ từ hồi năm ngoái là 20 em mổ ngày 10 tháng 6 năm ngoái. Trời ơi mổ xong hay là ông nói là trong cái lâm sàng tao có cho mày uống cái này mà chị đâu có biết. Là trong cái thuốc của bác sĩ cho to uống là có loại uống cái này hả? Đúng rồi, có loại uống collagen. Collagen nhưng mà của hãng khác, của hiệu khác đúng không? Không, nó bằng viên. Loại viên bác sĩ có thuốc cho chị uống bằng viên nén. Nhưng mà chị nói nhá, tao cũng uống nhiều lắm, tao uống của Nhật nè. Tao uống nước nè. Tao uống đủ hết đó. Mà không có kết quả. Mà không uống cái này có kết quả. Trời ơi, chị nói chị uống có 2 hộp là chị thấy kết quả rồi. Nhưng mà chị chưa. Chị đợi chị uống nhiều xong chị đi chụp hình lại. Chị mới nói với con chị uống ok rồi. Nhưng mà chị chụp hình xong chị sẽ cho ăn miếng. Tại chị quá hay. Trời ơi, mừng cho chị luôn. Cái đốt sống cổ chị bị sụp 2 đốt. Số 4 và số 5. Trời ơi. Mà bây giờ là nó hết chân luôn. Nó thẳng luôn là hết. Trời ơi, là bác sĩ hỏi chị làm gì hết đó. Hỏi chị làm gì, bộ mày đi tập thể dục qua chị nói tao chết cha luôn lấy gì tập thể dục. Ôi là trời, thấy chưa mọi người, thấy chưa? Collagen nguyên chất chính hiệu luôn. Không có đưa ra ngoài pha chế, không có gì nó tốt vậy đó chị. Cái này thật mà. Cái bị thói quá, có thói nữa. Bây giờ hết đau luôn. Bây giờ hết luôn. Trời ơi. Tay chân tê cũng hết luôn. Trời ơi, tốt quá trời tốt. Chị nói sao không? Thôi nghe em nói hết hàng. Thôi sợ quá mua trước đi còn 2 hũ à. Còn 2 hũ. Trời ơi, còn 2 hũ là mua là phải rồi. Bây giờ chị không mua là sao kịp uống. Phải không? Tại vì sao biết không? Trời tại vì chờ ông bác sĩ để đưa cái phim hình ra cho chị và ông kết luận cho chị. Chị mới gặp ông phái đoàn Mỹ mà. Là khi kết luận rồi là nó hết rồi đó. Bây giờ là quất thêm 14 hũ nữa. Đúng. Trời ơi, đây là chia sẻ thật luôn nè. Đây là chia sẻ thật của khách hàng đây nè. Đó. Ông nói chị á, bây giờ á, mày duy trì luôn đi. Cái chị nói chứ đúng rồi. Bây giờ khỏe quá. Tao hả?
mà cái da nó da đẹp, nó hồng lên, da hồng hào và sẽ có cái độ bóng hơn, căng hơn, tại collagen là làm cho mình trẻ mà chị. Nha. Nó mà tóc ở đâu nó mọc dí quá xa. Đúng đấy. Rồi, tóc mọc nhiều hơn nữa. Đã nói là thật sự luôn, nếu mà so ra giá 68 đô Mỹ mà nó tốt nhiều thứ cho cơ thể vậy, khó kiếm lắm chị. Collagen nó có nhiều loại lắm, không phải là một loại mình biết đâu tìm được nguyên chất. Mà em nói em bảo đảm cái sản phẩm của em. Bồ Tát á, giao cho em trách nhiệm là phải đi lấy cái này về kèm sản phẩm cho tốt để cho bà con. Trời, nó bán nhiều lắm nha em, nó trên mạng mờ hả? Không, nó bán đồ giả, nó lấy tên em, nó lấy hình là collagen của em. Nhưng khi giao đồ cho mấy chị là không có phải. Đó, tại nó lấy cái phim của em là nó lấy từ cái bột này của em ra nè. Đó, nó lấy xong cái hũ. Bữa cái cô nào gọi em đó là để bị hết 9 triệu 2 đó. Trời ơi, có mấy chị kia, mấy chị kia bên Việt Nam bị 32 triệu nữa. Rồi có một em đó bị 25 triệu nữa. Trời ơi. Bởi vì em tức mà mỗi lần mấy người đó gọi em tức quá đi. Em nói tại sao gì tàn ác vậy. Ừ. Thiệt. Trời ơi. Em ơi, bây giờ nó làm đủ chiêu hết đó. Đủ chiêu hết chị. Gạt được là nó gạt tàn ác luôn. Bởi vậy. Nên hôm bữa ha, chị thấy nó quay lên đó là cái hũ cũng là cũng có UNK nhưng mà là thuốc viên nén mà để làm mất ngủ uống. Thấy chị cũng comment vô thử coi coi nó sao. Nhưng mà nó lấy cái hình của em. Chị nói, ủa sao nếu mà có lần hàng đó. Trời ơi, xạo hết trơn đó chị, xạo hết á. Tụi nó lấy hình rồi của em. Cái chị nói nè, mày á muốn ở tù thì mày ấy nha. Cái kiểu này hả, tao mà bắt được á, tao đưa mày ra công an rồi chết. Không, bây giờ nè, mấy người tại mấy người mua hàng không có tìm để bắt. Giống như tại sao mình chuyển tiền cho người ta là mình chuyển từ tài khoản nào. Mình biết chứ, tại vì nó cho tài khoản để chuyển tiền, tại sao mình không tìm từ tài khoản đó. Cho nên mà nhiều người em cũng không hiểu sao luôn. Có một em đó là đợt đó nó trả lại cho 25 triệu. Thì em nói tại sao mà em không đi tìm coi nó chuyển vô tài khoản nào và tên gì. Trời ơi, trả 25 triệu là đi kiếm để bắt nó. Không, 28 triệu mà nó, tại vì khi biết con nhỏ đó gọi lại cho nó là nói là bây giờ em biết đồ đó em không có mua được. Năn nỉ sao nó trả lại 25 triệu, bị mất 5 triệu gì đó, 5-6 triệu gì nghe nó kể em quên rồi. Em nói trời ơi, nó trả lại được cũng phước, nhiêu đó cũng phước rồi đó. Đúng rồi, chứ nó lấy luôn á. Dạ, nếu mà mình tìm từ cái nơi chuyển tiền á chị, mà cứ nhiều người dồn lại bị gạt tiền sẽ bắt nó được. Dạ. Đúng rồi. Tìm ra từ cái ngân hàng nào chuyển tiền mình mình trình báo. Cái gì chị? Cái bột gì mà cái bịch đó. Nấm. Nấm khoảng chừng 2 tuần đó em sẽ có nấm trở lại. À, 2 tuần nữa có nấm trở lại hả? Dạ. Dạ. Rồi để có chưa, khi nào có nắm thì cho chị mua tiếp chung. Khoảng 2 tuần nữa chị chờ lần sau đi, 2-3 tuần nữa. Ok. Cái này gửi liền. Ok, rồi bây giờ thôi em chúc chị 1.020. Ok. Rồi thôi bây giờ em có việc chút rồi. Bây giờ chị chia sẻ như vậy là em chúc mừng chị để chị được một cái có được một cái bột collagen của em mà chưa uống đã giảm được cái bệnh, thì chúc mừng chị ha. Đúng rồi. Rồi, chị cũng cảm ơn em nhiều nhiều lắm. Dạ, ok chị. Quá hay đi. Rồi, dạ. Khi nào có cái kia thì nhắn qua cho chị. Rồi, khi nào có bột nấm em nhắn cho. Dạ. Okay. Rồi, dạ okay. Chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ, bye chị. Dạ. Trời ơi. Đó, đây là những lời chia sẻ thật của khách hàng, chia sẻ thật 100%. Đây là hũ bột collagen nguyên chất 100% của hàng Kali được bán độc quyền nha. Cho nên là khi đây cái seal nó như vậy đây. Thì cái seal nó hồi trước á thì nó làm bằng có một lớp rất là dễ vỡ, cho nên sau qua nhiều đợt comment của khách hàng thì góp ý kiến thì cho lại một cái seal này nó rất là chắc ha. Cho nên mỗi lần uống á mình chỉ thụt cái tay vô mình lấy nó ra chứ không cách gì gỡ, cho nên là không có cách gì mà gỡ dễ dàng được. Đây, Hằng sẽ cho quý cô chú anh chị em mình coi cái hũ bột collagen nguyên chất của Hằng Kali đang bán hiện nay như thế nào. Và phải mua đúng chánh của Hằng Kali. Mua đúng chánh gốc của Hằng Kali là phải gọi đúng số điện thoại của Hằng Kali, chứ không có mua trên website, trên Facebook nào tầm bậy tầm bạ. Tại vì Hằng không có bán cái bột này ở trên Facebook đâu. Trời ơi, chiều nay cái màn hình này ngược lại sao tối quá vậy. Cho nên hiện nay trên thị trường
thì rất là nhiều người đã dùng những hình ảnh của Hằng nè để họ bán những cái hũ bột collagen giả mà họ lấy tiếng của Hằng Kali. Cho nên tất cả cô chú anh chị em muốn mua đúng hũ bột collagen nguyên chất 100% UNK của Hằng làm đại lý độc quyền thì phải gọi đúng số điện thoại của Hằng Kali 408-206-1934. Nhớ gọi số điện thoại Hằng Kali 408-206-1934 để mình được mua đúng cái hũ bột collagen nguyên chất 100% nha. Hằng không có bán trên Facebook, không có nhắn tin bằng Facebook, bằng message Facebook gì hết. Hằng chỉ bán bằng số điện thoại của Hằng, gọi đúng số điện thoại của Hằng Kali 408-206-1934 và coi YouTube của Hằng Kali để mua bột collagen. Thì vô YouTube của Hằng Kali để coi Hằng nói rất là rõ về cái tác dụng của bột collagen và giá cả như thế nào và người tiêu dùng đã xài qua và những lời chia sẻ. Đây là bột collagen chứ không phải là sữa, cho nên là ở đây là Hằng nói sữa không phải sữa nha, cho nên nó không có chất đường, không có chất ngọt gì hết, mà nó là bột collagen được chiết xuất từ da cá tuyết hay là cá pollock được đánh bắt ở vùng biển Alaska và được sản xuất tại Mỹ. Nó là bột collagen chứ không phải là sữa. Cho nên là cô chú anh chị em đừng có nói là sữa ngọt không, tôi bị tiểu đường uống được không rồi này kia. Thì mình hãy coi cái video này, cho nên mình không cần phải hỏi lại Hằng. Tại vì mỗi khi Hằng làm một cái video để Hằng bán thì có nghĩa là Hằng đã nói đầy đủ ở đây rồi. Cho nên tất cả cô chú anh chị em mình khi nghe những thông tin này đầy đủ và có thể mua bột, nhắn tin lại với Hằng, điện thoại lại với Hằng để mua bột ha. Còn tất cả những gì Hằng nói ở đây thì đây là nó có tác dụng rất là tốt cho xương khớp. Nói chuyện ồn quá ngoài, chắc khách lại mua bột. Ở đây là rất là tốt cho xương khớp nha, tại vì nó là collagen nguyên chất, cung cấp chất nhờn cho các khớp xương. Khi mà khớp xương người lớn tuổi hay là các anh chị em mình bị thoái hóa lưng cổ, lưng sống gì nãy lời chia sẻ của mấy chị đó, thì nó sẽ làm cung cấp vô những cái chất nhờn cho cái cơ thể khớp xương của mình, thì nó sẽ làm cho mình giảm đau nhất là hầu như là hết nữa. Cho nên các cô chú anh chị em á đã uống qua và chia sẻ lại những cái lời chia sẻ hầu như là nhiều người hết luôn 100%, nhiều người giảm được 80%, 90% đó, thì rất là tốt cho xương khớp về đau nhức. Cái thứ hai nữa là nó làm cho mình mọc tóc rất là nhiều và ngăn ngừa rụng tóc nữa. Collagen là không bàn cãi được cái sự trẻ và làm mà nó giảm tối thiểu cái sự lão hóa của cơ thể mình. Giống như khi mình thiếu collagen mình sẽ bị lão quá, mình sẽ bị mau già. Nhưng cái collagen nó làm cho mình nè, da trắng nè, da căng nè, và ngăn ngừa chống lão quá nè. Thì mình kết hợp là trong uống với ngoài thơ nha. Hằng có cái sản phẩm skin care cũng UNK, thì mình ở trong uống nhưng ngoài mình thơ. Nếu ai có muốn xài thử cái sản phẩm mà thơ thì sẽ gọi với Hằng đi, gọi cho Hằng để mình có được một cái bộ sản phẩm vừa uống và vừa thoa. Nó sẽ bảo đảm căng bóng, Hằng bảo đảm thoa sau 1 tháng, 3 tuần hoặc 1 tháng mình sẽ thấy da mình khác rất là rõ luôn, thấy căng bóng rõ luôn ha. Còn cái bột này, khi tất cả mọi người uống bột này khoảng chừng 3 tháng thì thấy cái độ căng bóng của da nó rất là rõ luôn, rất là rõ rệt luôn cái sự căng bóng của da nha. Cho nên cái mình khi mình đã 30 tuổi, mình đã bị mất cái lượng collagen, mình đã bắt đầu da mình bị lão quá, thì mình hãy uống collagen và mình uống và mình để mình giữ đi cái sự mình chậm lão quá lại và da của mình nó căng bóng ha. Còn mấy chị em mình trong thời kỳ mãn kinh, hãy nhớ trong thời kỳ mãn kinh rất là khổ cho chị em phụ nữ. Khi mãn kinh nó làm cho da khô khan sần sùi nè, thiếu những cái chất nhờn trong cơ thể nè, về những cái của về phụ nữ đó, nó cũng rất là khó khăn, rất là mệt mỏi. Mình cảm thấy mình cũng giống như khi mấy người mà trong thời kỳ tiền mãn kinh đó, nó rất là khó chịu trong cơ thể, nóng nảy nè, hay là không có giống như vui buồn bất chợt nè, đó là triệu chứng của những người tiền mãn kinh. Thì mấy chị bắt đầu mua bột collagen nguyên chất 100% của Hằng Kali uống đi, để mấy chị sẽ biết được cái kết quả tuyệt vời của collagen nguyên chất của Hằng Kali đang bán hiện nay như thế nào. Nhưng nhớ một điều, phải mua là gọi đúng Hằng Kali và mua đúng từ nơi Hằng Kali ship cho mấy chị nha. Chứ đừng có, khi gọi Hằng Kali nhưng mà lên một cái trang mạng khác, lên một cái website khác mua là sai. Đáp quay tại sao Hằng không bán trên trang mạng, Hằng không bán trên website. Tại hiện tại nó giả hàng rất nhiều. Thì Hằng không muốn bán như vậy thì để cho khách nó sẽ confused, nó không biết mua cái nào đúng của Hằng. Cho nên nếu mua đúng của Hằng Kali 100% là chỉ có gọi điện thoại cho Hằng
và đặt hàng từ nơi Hằng Kali và chính tay Hằng Kali gửi. Và Hằng Kali sẽ chỉ cái nơi mình chuyển tiền bằng cách nào mới đúng. Cho nên mấy chị đừng có, mấy cô chú anh chị em mình hãy rất cẩn thận, đừng có để bị giống như là tiền mất mà tật mang á. Người ta kêu là lên mình bị lừa gạt, mà mình mua tầm bậy tầm bạ về đôi khi mình không dám uống luôn nữa. Chứ huống chi mà mình dám uống mà nó có hết bệnh hay không. Đó, cho nên hãy nhớ cẩn thận và nhớ gọi đúng số điện thoại của Hằng là 408-206-1934 để mình được mua đúng hũ bột collagen nguyên chất 100%. Nhớ nha cả nhà. Hằng luôn luôn chúc cho tất cả cô chú anh chị em mình thật là nhiều sức khỏe nha. Và nhớ uống bột collagen của Hằng đều đặn nha. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần như vậy phải uống 2 muỗng vung nha. Ok. Rồi lại đây. Say hello hello cả nhà trước đi. Hello cả nhà. Rồi bữa nay Hằng với Gia Hân với Phi Vũ đi chùa Từ Lâm, cho nên là mỗi người mặc một cái áo đi chùa nha. Rồi bây giờ là Phi Vũ mặc cái bộ đồ màu nâu rồi tới đây để lễ Phật. Hôm nay là ngày Chủ Nhật. Rồi Hằng cũng review lại để cho tất cả bà con mình xem. Thì đây cũng là một cái tu gieo duyên. Thì mình làm được bao nhiêu thì nó cũng là tốt bấy nhiêu thôi, thì cái duyên. Ok. Rồi mình sẽ quay review vòng vòng cái khung cảnh chùa cho cả nhà mình xem nha. Rồi Phi Vũ lại Phật với Gia Hân. Hỏi rất là nhiều, người ta nói bộ ông thầy hả? Thầy ở đâu tới? Tưởng là thầy bên Việt Nam quá. Ta hỏi nhiều lắm. Thầy Phi Vũ nhìn giống thầy tu á. Thầy tu lâu năm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Giờ đi qua bên khu vực bên đây có cái tàn cây mát. Trời ơi cái tàn cây mát quá trời, mát luôn, mát quá luôn.
chị mấy cô ở đó nhìn mình quá vậy, ở ngoài kìa. Cái nhìn Vũ cũng Vũ ông thầy thiệt. Dạ đi vô. Chờ tượng Phật Di Lặc đẹp quá. Đi vô trong, mình đi vô trong này, thức ăn chay, đây là thức ăn chay chè. Dạ không ơi, dạ khoan hả, lấy đồ để mình mua mấy cái đồ chay đi, mua mấy cái nước mát. Đây là có chè, có xôi, chè, có xôi, đây là xôi nè, cái này là chè nè, nước. Còn bên đây là gian hàng bán bánh nè. Bên đây là bán bánh chuối chiên. Hello. Đây là bán bánh chuối chiên. Bán cái này là bánh ít. Bán cái này là bánh ít. Chị cứ nói em lấy bao cho chồng chị. Bên đây là bánh bao chay. Bên đây là con chế chiên. Mấy đồng chế? Bán đủ loại. Nên xin ăn mình đã ăn mấy chai số mấy chai vậy. Bốn cái 10 đồng. Bán cho con mấy cái bánh bao. Một cái mấy cái chị? Chị cứ nói em lấy. Mấy cái mua mua mấy cái. 4 đồng cái. 3 đồng cái chị? Mua 5 cái. 5 cái ok được rồi. Em lấy cho chị nha. Uống sữa đậu nành không? Ok, lấy cái bịch lớn 5 cái thôi em gái. Dạ. Làm trừ lương sợ quá nên phải biết nha, trừ lương, mấy nha, trừ lương mà nó sợ rồi. Ok, cái đọc thôi. Em mặc áo rồi nè, bây giờ đang ở đây mua áo lam. Nhân đất, nhân đất. Kìa chị nói giống thầy thích đại. Chắc cái nồi rồi đó rồi. Nhà cũng mua bộ đồ lam để cho mình mặc mình đi chùa đi nhà. Thầy Vũ đang móc đồ lên để bán thôi nha. Móc đồ lên để bán. Ok, bây giờ mình cái này làm công quả. Rồi. Ok. Ok, ok, ở đây là chùa Từ Lâm đó. Chùa Từ Lâm đó nha các nhà. Đây. Từ Lâm. Rồi bây giờ mình mua áo lam. Mình mặc vô đi nha. Nhân đất. Công danh là nhân đất. Chị cần bán bán nào chị? Bán lên đâu? Bán lên đâu? Bán lên đâu? Cái này nhỏ nhỏ, làm dừa. 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 Dừ
đồ để đi chùa nha cả nhà. Để khi mình đi chùa thì mình bỏ hết bộ đồ. Nhìn Vũ mặt đẹp quá trời. Vũ mặt cả nhà đồng người đẹp đó. Vô coi hàng cho em. Vô vô thấy. Ôi ôi nhà bởi em nhìn chị quen quen. Nhìn quen quen. Nhìn quen quen mà chết ra. Chị tôi vô hàng thích Minh Tệ. Thì đó thì có mai cáo rồi. Có mai rồi. À đi khách thực á. Cáo với mai số 30 lên không. Ức của em thì lại. Tối nay Yeah.
Đó, mình đứng đây mình quảng cáo rồi, anh chị ai cũng phải khỏi luôn. Thank you.
Ủa vậy cái này đâu mà đẹp quá vậy? Cái nhà đó. Cái này có vườn của bạn cái nhà đó. Ok, lấy luôn nhà được chị. Lấy nhà. Lấy nhà đẹp. Em lấy luôn. Bạn thay đổi không? Bạn thay đổi vô. Trời ơi, dài là em mặc vô cái là nó nhỏ xíu. Cái này bự. Rồi lấy lại từ. Cái này cũng tôi cũng nghĩ là mới đấy. Chị thấy mặc đồ bự ra vậy. Thường sợ cái áo trong đó, chị thấy không? Áo trong đó, chị không tầm áo trong. Áo trong đó, chị thấy không? Mặc áo trong đó, chị thấy không? Cái thương ghê không? Chị mai mốt rồi, chị đi làm bên đó còn không vừa bạn mới lấy vừa bạn lấy trả tiền rồi mà không có đem về cho cô thử bà đi thử đi. Không cũng có. Dạ chị. Cái áo là phải treo lên. Treo lên. Đâu bên đây biết thằng Cali mà chưa biết mặt nãy giờ nhìn không ra thằng Cali á mày để tập thời gian này nghe coi chứ bà ơi vô dân cư giống quen quen nhưng giống quen quen mà tại không có coi thường thì không nhớ là ai còn nếu mà coi thường có ngại không nhớ coi lên rồi mấy cái lên sau cái mà dạ ta đi qua lại dòm hồi ta mua nè. Nè ta đi qua lại dòm hồi ta ghé được. Cáo. Giống ha, giống ha cả nhà. Giống quá trời giống. Giờ Vũ mặc đồ này vô giống quá trời giống rồi. Yeah.
người ta đi cái này là ủa cái này lãnh cơm phi sao mà ta xếp hàng chiều thứ nhật ơi ngày chủ nhật ngày chủ nhật là lãnh cơm ăn phi. Đây là chủ nhật lãnh cơm ăn phi nè nha cả nhà đó. Rồi xong rồi cái Phật tử cúng dường tỳ hỷ. Cơm chay ngon lắm. Bà con đang lãnh cơm chay ăn đông lắm. Rồi thôi tính tiền mình trả tiền nè. Làm hết đồ quá cáo luôn. Làm mơ đồ quán cháo luôn. Đây là gieo duyên, tu gieo duyên trước đi, rồi nếu mình có duyên thì mình tu tiếp, không có sao đâu. Còn cái này là tu gieo duyên. Tính tiền chung vậy, bỏ không vậy không. Đi. Chị biết nhưng mà chị cũng đi xuống. Ờ, okay. Của em là không phải là cái này. Không phải là cái này. Nhưng mà cái báo cho chị. Dạ, bác cái chùa thầy cũng phải làm thử sách. Thầy cũng phải làm có cái gao. Đúng rồi, vô phải có gao nó khớp. Cho nên để từ từ cho mấy chị ghi cho đúng. Cái này cái mạng này con đang một con số nè chị. Cái này cũng phải áo thân đang phải nó đúng rồi chứ mấy đâu. Mấy người, mấy người, mấy người. Dạ, ăn không hả? À, chứ bà con đây là thầy biên thông á, thầy chủ trì á. Quan tới lúc mấy giờ? Có nói chuyện gì không? Tên trên đó về nhà là thấy cái bình. Em gái là Gia Hân phải không? Chị khỏe là gì? Cái bà mới nói cho tay được. Cho em cái hộp tử để cho em cầm lại một bóng. Do phải tất cả đâu. Rồi đây, chị nói sơ cho em xem. Rồi rồi, quay qua tính tiền. Tính tiền nè. Tính tiền.
của em là của em trai á, là bao cũng kéo về 88 đồng, còn của cha hơn á là kéo về 75 đồng, còn của em á là một kéo về 75 đồng. Đây là mấy cái mứt chai hả? Mứt chai em. Cái này là mứt chai xí muội ngon lắm. Ờ xí muội nè, muốn ăn xí muội không? Vô. Ăn này không? Xí muội chai. Ăn này không? Ngậm này không? Ngậm xí muội không? Ngậm phải không? Ăn giải cảm. Ăn giải cảm. Cái này không ăn. Cái này là tangerine. Thử không? Vô. Nè mứt tóc nè. Ở đây xin sao? Để một cái ăn chơi ngon lắm. Thôi lấy cái này đi. Dạ hồi nãy mua bánh chuối rồi. Mua thêm gì nữa không thầy? Ăn gì nữa thầy? Mua về để ăn thầy. Thầy học có biết nấu đồ chay á thầy. Mua về cho thầy ăn khỏi mất công nấu đồ chay. Tại ở nhà không có biết nấu đồ chay, thành ra cái gì mua về ăn. Rồi còn cái gì? Dạ. Có chả giò chay nữa kìa thầy. Ăn chả giò chay không? Không hả? Rồi tính tiền. Bữa nay nó lên tới chiếc này. Bị chay. Rồi nhiêu tiền tính tiền đi chị coi. Cầm cái này. 22 đồng. 22 đồng. Đúng giường luôn. Đi về. Chè không? Chè bắp đi chị. Chè gì ăn thầy? Chè nè, nó uống cả nè. Ăn chè hột cát đi. Bé đi cho nó mát cái. Thầy lại cầm đi thầy mua đi, thằng quay cho thầy. Kìa thầy lại mua. Mấy ly? Ba ly, bỏ đá vô uống luôn. Ba ly. Nè Gia Hân ơi, cầm này ra bỏ luôn đó. Ồ cái này lạnh mình uống liền hả? Uống đi. Thầy uống trước đi thầy để phạm tội. Uống liền chị. Uống liền. Bỏ đá đi. Bỏ liền ít bỏ đá vô cho em đi, đừng đổ nhiều quá bỏ đá nó chàng. Ồ liền nó có đá rồi mà. Có đá nhưng mà
Rồi chị vớt đá cho em đi, đúng rồi, bỏ bớt lại vớt đá cho em. Ờ vớt đá thôi, vớt đá cho em được. Có nước uống lạnh lạnh vậy là được. Cái này nước gì vậy? Nước mát hả? Ờ đúng rồi đó, có nước đá vậy đó. Cho con một ly bỏ đá cho con. Bỏ cái này vô giùm em luôn đi, bỏ cái mũi cái bỏ cái hút vô em uống. Để cầm cái máy quay phim. Rồi để con mua thêm gì nữa ha. 3 ly thêm ly nữa. Dạ Hân ơi, uống kìa. Không uống hả? Không uống gì bỏ vô trong cái bịch. Đây là cái gì, nước nước sâm. Quay quay ngược. Nước sâm. Để quay ngược. Đây đây. Nè. Nè uống đi không? Nước sâm. Bỏ vô một cái. Nước sâm phải này. Thầy Nhân Đức. Nhân Đức. Ờ nước cốt để riêng hả? Ờ. Cả lấy mấy ly đi, nó không ăn gì cái vậy cũng ăn nè. Mua đi lấy nè. Rồi lấy con ly đó. Lấy con ly luôn. Ở đây là có nước sao nha. Chị nói lấy chồng không sao? Bốn cái lấy chồng. Ok, không sao. Bốn cái lấy chồng. Để chị làm cái này. Không, cái này. Bốn ly cho chị làm cái với em. Sáu đồng. Mấy ly chị? Ba ly. Bốn ly chè, ba ly xăng. Giống là có thần sắc thầy thiệt rồi, biết đâu rồi cái duyên gieo duyên là tu luôn sao trời hả, phải không thầy? Hả thầy, nghe đủ duyên là thầy tu luôn hả thầy? Nghe nó không, nhìn vậy thấy đẹp quá hả? Đẹp quá hả người ta nói ông thầy Nhân Đức giống ông Tâm Tạng. Ông Mạch Tây Du Ký á. Nam mua bộ đồ cái mặc vô cái giống y luôn hả? Mặc vô cái vợ giống y. Đó có một ông à. Giống chị à. Giống y luôn. Rồi ông thầy này tới ai cũng nhìn cho thấy. Thấy ủa sao mình đi mà thấy ai cũng nhìn cho. Đâu là ông thầy đâu tới. Giống mà. Giống mà, giống mà tôi luôn đi. Giống mà. Qua đường này. Thì đủ duyên. Thì mình cứ gieo duyên đi, khi đủ duyên thì thực sự cái gì